Đó, một cảnh quay khá đẹp. Đấy. Sợ không ti tây, con phải sợ con người nha. Con người đang chiếm dần thiên nhiên của con, môi trường sống của con, cây cối của con đều bị chặt sạch để đô thị hóa. Tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình. Tôi không có cố tình gây hấn thù hằn với ai hết. Những gì tôi nói ra là chân thật lắm luôn rồi đó. Vì từ bi tột đỉnh mới nói ra những lời này. Nó không ủng hộ tôi ơn cứu thiên nhiên động vật thì tất cả sẽ phải đón nhận ngày tận diệt.